Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu kết hợp với rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời mát, có nơi trời lạnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao suy yếu nên thời tiết các địa phương trong tỉnh không có nhiều biến động. Sáng nhiều mây, trưa chiều thì trời có nắng, một số nơi vùng cao có thể xuất hiện mưa dông vào sáng sớm và đêm. Trưa và chiều thì trời khô ráo. Vùng núi đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Do thời tiết đang chuyển mùa nên vào sáng sớm sẽ có cảm giác khá là lạnh. Vì vậy người dân khi đi ra đường nên mang theo áo khoác dài tay hoặc áo khoác mỏng. Đặc biệt người già và trẻ nhỏ cần giữ ấm cơ thể để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày chuyển mùa. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-33 độ, độ ẩm trung bình 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ 22-28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-33 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, lặng gió, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 20-24 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ 22-28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.